công việc ổn định, thu nhập cao và được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của nhà nước. Công việc sau đây mà Việc làm Nam Bộ giới thiệu rất đáng để các bạn tham khảo đấy. Nào, cùng xem công việc đó là gì nhé. Italian Tire Development Public Company Limited, tuyển tài xế lái xe 29 chỗ. Mô tả công việc: tính cẩn thận, chuyên cần, làm việc ca ngày, chịu tăng ca ngày chủ nhật. Yêu cầu công việc: nam, sức khỏe tốt, có bằng lái xe dấu D trở lên. Không yêu cầu về trình độ: chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc. Ưu tiên các ứng viên đã từng có kinh nghiệm lái xe 29 chỗ. Quyền lợi được hưởng: được hưởng mức lương xứng đáng với năng lực, dao động từ 12 đến 15 triệu một tháng. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy chế của công ty và theo quy định hiện hành của Bộ Luật Lao động, cụ thể như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Môi trường làm việc tốt để cá nhân phấn đấu phát triển bản thân cả về mặt chuyên môn lẫn mặt xã hội. Yêu cầu hồ sơ: bộ hồ sơ xin việc gồm có đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, giấy xác nhận hạnh kiểm, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, ảnh 34. Thông tin liên hệ: Italian Tire Development Public Company Limited, địa chỉ lầu 12, tòa nhà Athena, 146-148 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0286-656-1217. Gặp chị Phương để biết thêm chi tiết. Vui lòng truy cập website việclamnambo.vn để biết thêm thông tin chi tiết và thời hạn nộp hồ sơ. Xin cảm ơn.